phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết tống võ đại đường từ kiếm thánh thu đồ để bắt đầu đọc độc cô thành tỉnh dậy sau giấc ngủ phát chính mình vậy mà xuyên việt đến tống võ đại đường thế giới trên triều đình dương quảng hoàng cực kỳ kinh thế quyền trấn tứ hải cửu châu trong võ lâm thiên kiếm vô danh truyền thần thoại kiếm thánh độc cô thế vô song còn có tám trận kỳ tài gia các nhật chiếu ngự kiếm sơn trang thiên ma doãn trọng, ma kiếm di tộc mộ dung hoa. Đối mặt với một đám nhân vật khủng bố, chỉ có hậu thiên tứ trọng mình nên làm cái gì bây giờ? Đinh Chí cường võ đạo hệ thống nạp xong, tân thủ đại túi quà phát ra bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được không thức giới thần lực một phần, kiếm thánh liễu bạch thể thể nghiệm một tấm, huyễn thần mặt nạ một cái. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Yêu tinh hàng thế, kiếm thánh thu đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cửu châu đại địa, đại tùy đế triều cao cao tại thượng, là thế lực thần phẩm duy nhất trong thế tục. Tùy đế dương quảng hoàng cực kỳ kinh thế công, quyền chấn cửu châu tứ hải không ai có thể địch. Bốn đại môn Việt chia đều triều đường, bản thân là siêu phẩm thế lực không nói, sau lưng càng là đứng bốn đại siêu phẩm tông môn phía sau Lý Việt là Chí Tôn Minh. Cung Hải Sa do Tống Văn hỗ trợ. Dưới trướng Vũ Văn Việt Thiên Hạ Hội. Chi nhánh độc cô Việt không có sông thành. Hải Sa Chí Tôn rằng có Nam Bắc, Thiên Hạ vô sông cộng phân Đông Tây. Còn có những thế lực lớn nhỏ từ một đến ba phẩm khác, cùng với Thủy Nguyệt Động Thiên ẩn thế, bác trận độ gia các gia, cùng hợp thành toàn bộ giang hồ thiên hạ. Đêm khuya đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón một ngôi sao băng cắt ngang bầu trời, dết phá lan tam tinh theo đó quan mang đại thịnh, tử vi tinh quang phiêu diêu bất định. Hoàng đình đại tùy, một vị lão đạo mặc đạo bào không người thi lễ với vương tọa phía trước. Viên thiên cương bái kiến bệ hạ. Trên ngai vàng, ngồi ngay ngắn một năm tử mặt long bào, trên người tản ra uy nghiêm vô tận, phía sau hình như có cửu long trích gào. Tùy đế, Dương Quảng. Dương Quảng khẽ gật đầu, nhìn xuống phía dưới đạo nhân nói viên đạo trưởng đêm khuya ý kiến, chuyện gì xảy ra? Viên thiên cương quỳ xuống đất, thân thể khẽ không người nói. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đêm xem thiên tượng, có một ngôi sao băng cắt qua thiên vũ, sau đó giết chết lang tam tinh quang mang đại thịnh, tử vi tinh quang theo đó lóe ra bất định. Sợ có yêu tinh hàng thế, loạn gian sơn đại tùy ta, vi thần không dám chậm trễ, đặc biệt tới ý kiến. Bùng! Bùng! hai đạo kim quang trong mắt dương quảng bắn thẳng lên bầu trời, nổ tung. Ai dám loạn giang sơn đại tùy ta, giết không tha. Âm thanh sát phạt vang vọng trong đại điện, để lộ ra uy thế bá tuyệt thiên địa. Viên thiên cương quỳ rạp xuống đất chấn động, chỉ cảm thấy áp lực khủng bố ập tới, vội vàng nói. Vi thần từng hao phí 30 năm thọ nguyên, tiến hành thôi diễn, yêu tin vào tối nay hàng thế cửu châu. Tối nay hạ thế. Dương quản nhíu mày, trầm mặt nửa ngay. Bởi vì trong hậu cung của hắn, đang có một vị phi tần sắp sinh con vào tối nay. Cuối cùng vẫn là sát khí lóe lên, lạnh lùng nói. Dẫn dắt ngươi dưới trướng bất lương nhân, cửu châu tất cả tối nay sinh ra người, toàn bộ. Dết. Không. Tha. Viên thiên cương thân thể chấn động nói. Bệ hạ, ngay cả hoàng gia cũng. Dương Quảng Thanh âm lạnh lùng nói. Trẫm nói chính là toàn bộ. Vâng bệ hạ, vi thần đi làm ngay. Viên thiên cương cung kính cúi đầu, yên lặng lui về phía sau ba bước, xoay người rời đi. Độc Cô Vang là một trong tứ đại môn phiệt, trong thiên hạ ít có siêu phẩm thế lực. Phòng khách sang sát, đầy cảm ơn gió xuân, một mảnh tráng lệ. Mặc dù địa phương hạ nhân ở, cũng là rất có quy mô, không thua một ít địa chủ phú hộ. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nhưng lại có một tòa tiểu viện trách nát, cỏ dại mọc thành bụi, gạch ngói vụn cũ nát chốt cửa mục nát ở trong đọc cô việt tráng lệ này hết thảy đều có vẻ không hợp nhau như vậy trong căn nhà cũ nát thành ca ca rời giường vô song thành kiếm thánh bá bá muốn ở trong tộc thu một thân truyền đệ tử lập tức sẽ bắt đầu tuyển chọn nếu ngươi không đứng lên ta sẽ tự mình đi trong giấc mộng ngọt ngào bên tai đọc cô thành vang lên một thanh âm non nớt đồng thời thân thể còn không ngừng lay động Ai nha? Sáng sớm không cho người ta ngủ, có phiền hay không? Kiếm thánh muốn thu đệ tử thân truyền. trêu chọc ta. Ai mà không biết kiếm thánh cả đời thích kiếm như mạng, căn bản là không có thu qua bất kỳ đệ tử nào. Chẳng lẽ phong vân cũng quay lại? Trong mơ mơ màng màng, độc cô thành nghe được đại khái. Bất quá bị người mạnh mẽ từ trong chăn kéo lên, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Mở mắt đập vào mắt là một khuôn mặt non nớt, đó là một cô bé chừng 10 tuổi. Một bộ váy đỏ, hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất đáng yêu. Nhìn quanh đi. Chén trà thiếu gốc, vách tường ẩm ướt, còn có đôi tay nhỏ bé non nớt của mình. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Độc cô Thành không khỏi ngẩn ngơ, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng lúc này, một cổ ký ức xa lạ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây là... Xuyên việt. Độc Cô Thành ngạc nhiên nói, với những ký ức trong tâm trí, hắn phát hiện mình dĩ nhiên xuyên qua đến đại đường thế giới, trở thành độc cô việt một gã tộc nhân. Bất quá thế giới đại đường này, dường như thập phần hỗn loạn a. À. Thiên hạ đệ nhất cao thủ được công nhận, dĩ nhiên là Dương Quản tu tập Hoàng Cực Kinh Thế công. Thần quyền vừa ra, Cửu Long trích gào. Hoàng Cực Kinh Thế trấn áp Cửu Châu. Còn có độc cô kiếm thánh thần thoại vô danh, bất lương xuất viên thiên cương. đây đến tột cùng là thế giới quỷ xuất gì? độc cô thành không khỏi chăm chọc nói. hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như đi tới một cái tống võ đại đường thế giới. thành ca ca, ngươi đang phát ngốc cái gì? mau đi báo danh đi. đây chính là đệ tử thân truyền của kiếm thánh bá bá. chỉ cần ngươi có thể chọn lựa, người của độc cô gia sẽ không còn ai dám khinh thị ngươi nữa. Ngay khi suy nghĩ của Độc Cô Thành bay tán loạn, thanh âm thúc dục lại vang lên. Nhìn Độc Cô Thành bất động, Độc Cô Phượng lập tức nóng nảy. Năm đó đích nữ của Độc Cô gia cũng chính là cô cô của Độc Cô Phượng cô Độc Tỉnh, chưa kết hôn đã sinh hạ Độc Cô Thành. Để cho Độc Cô Việt mất hết thể diện, mẫu tử hai người từ đó bị giam cầm Thiên Viện. Từ sau khi Độc Cô Tỉnh chết, toàn bộ Độc Cô Việt đều giống như quên lãng Độc Cô Thành cũng chỉ có độc cô phượng cùng hắn tương đối thân cận, thường xuyên tới đây cùng hắn. Ân, vậy chúng ta đi thôi. chậm rãi tiêu hóa tin tức trong đầu, độc cô thành không có bao nhiêu chần chờ, gật đầu đồng ý. Thành thật mà nói, hắn đối với chuyện được kiếm thánh thu làm đệ tử thân truyền cũng không ông hy vọng quá lớn. căn cứ vào ký ức ban đầu của thân này, cảnh giới võ đạo này là hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư. mỗi cảnh cửu trọng phân tiền trung hậu tam tiểu giai. Trẻ em dưới 10 tuổi, bởi vì xương cốt kinh mạch thập phần yếu ớt quan hệ, còn ở vào trúc cơ giai đoạn sẽ chỉ được truyền thụ trụ cột nhất trúc cơ công pháp. Cơ thể này mới chỉ 10 tuổi. Hiện tại có thể lấy ra được chính là một bộ luyện khí quyết cùng cơ sở kiếm pháp bộ pháp. Về phần tu vi, Hậu Thiên tứ trọng. Lấy tuổi của Độc Cô Thành mà nói, có thể xưng là một tiếng thiên tài nhưng lần này kiếm thánh thu đồ để yêu cầu, cũng là 12 tuổi trở xuống. Đừng xem thường chênh lệch hai năm này. Một là trước 10 tuổi, càng cốt kinh mạch thập phần yếu ớt, chỉ có thể tu luyện cơ sở nhất trúc cơ công pháp. Một là sau 10 tuổi, có thể bắt đầu tu luyện công pháp cường đại nhập phẩm. Cộng thêm thời gian 2 năm, này một trước một sau chênh lệch, mặc dù tư chất không như vậy xuất sắc người, cũng đủ để đem hắn xa xa bỏ qua. Thật vất vả xuyên qua, lại vượt qua kiếm thánh tuyển nhận đệ tử thân truyền, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt bỏ qua như vậy? Độc Cô Thành trong lòng vô cùng không cam lòng nói. Đinh, chí cường võ đạo hệ thống nạp xong. Tin tức khớp hoàn thành, có mở ra hay không? Hệ thống nhắc nhở âm thanh rõ ràng, có vẻ đặc biệt dễ nghe, để Độc Cô Thành lực chú ý theo bản năng tụ tập lại đây. Hệ thống Mở ra, đương nhiên mở ra. Theo thanh âm của Độc Cô Thành hạ xuống, hắn chỉ cảm thấy trong đầu hơi chấn động, thanh âm máy móc lần nữa truyền đến. Đinh, hệ thống võ đạo chí cường mở ra. Đang mở trang thuộc tính, xin chủ ký sinh chờ một chút. Giây lát sau, trong ý thức của độc cô thành, trực tiếp xuất hiện một khối khuôn mẫu trong suốt. Ký chủ Độc cô thành tu vi Hậu thiên tứ trọng hậu kỳ công pháp Luyện khí quyết vũ kỹ Cơ sở kiếm pháp, nửa bước viên mãn, cơ sở bộ pháp, Đại thành, hệ thống võ đạo chí cường. Theo sự xuất hiện của trang báo nhân vật, một ít tin tức về hệ thống võ đạo mạnh nhất cũng được đọc cô thành biết rõ. Đây là một hệ thống giúp người tu luyện có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhận được phần thưởng nhất định để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chương 02. Chí tôn đại lễ bao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến sinh thành. Võ đạo chí cường thiên hạ xưng vương. Ký chủ lúc còn sống phải trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ được công nhận. Đinh Bởi vì hệ thống lần đầu mở ra, ký chủ có được chí tôn đại lễ bao một cái, phải chăng lập tức lĩnh. Lập tức lĩnh Không có bất kỳ chần chờ đáp ứng, giờ khắc này độc cô thành, hoàn toàn bị hưng phấn thay thế. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh đạt được không thức giới huyết mạch một phần, bằng cái này có thể thức tỉnh không thức giới thần lực hả? Dĩ nhiên là huyết mạch không thức giới. Độc Cô Thành nắm chặt hai tay, vô cùng kích động. Đây là chính mình kiếp trước một bộ nổi tiếng anim, võ canh kỹ bên trong thần lực. Đã hiểu rõ năng lực tương lai của quá khứ, lại có vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian, nhìn khắp nhật nguyệt sơn hải lực lượng. Quả thực chính là thời gian cùng không gian kết hợp. Túi quà lớn còn chưa phát xong, hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến. Đinh chúc mừng chủ ký sinh có được mặt nạ huyễn thần, đại tông sư cũng không thể nhìn thấu. Huyễn thần mặt nạ tuy rằng không tệ, nhưng so với không thức giới thần lực lại kém hơn không ít, cho nên độc cô thành cũng không biểu hiện kích động cỡ nào. Đinh Chúc mừng ký chủ lấy được kiếm thánh liễu bạch thẻ thể nghiệm một tấm, có thể tại một khắc đồng hồ để kiếm thánh phụ thể, tạm thời có được liễu bạch kiếm đạo cảnh giới. Hệ thống đại lễ bao phát xong, xin ký chủ chú ý tra thu thể thể nghiệm kiếm thánh liễu bạch. Độc cô thành đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng như điên. Đây chính là liễu bạch đứng ở đỉnh cao nhân gian trong tương dạ. Một câu ta với nhân gian toàn vô địch, không cùng thiên chiến cùng ai chiến. Nói ra khí phách vô địch của kiếm giả, mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù cùng có tên kiếm thánh, nhưng cảnh giới kiếm đạo của liễu bạch tuyệt đối vượt xa độc cô kiếm. Điểm này, chỉ nhìn hệ thống đánh giá là biết kiếm thánh liễu bạch tu vi. Vượt qua ngũ cảnh kiếm đạo cảnh giới. Kỹ chi tuyệt đỉnh, ý chi thành vực. Đánh giá. Đây là một cái làm người ta thán phục kiếm đạo kỳ tài, kiếm chí đỉnh phong cùng thiên một trận chiến, hoàn toàn xứng đáng nhân gian kiếm thánh. Tu vi đẳng cấp. Vượt qua ngũ cảnh. Đẳng cấp kiếm đạo. Siêu phàm nhập thánh hệ thống đánh giá kiếm thánh liễu bạch, độc cô thành càng xem càng hưng phấn. Tuy rằng chỉ có thể tạm thời có được cảnh giới kiếm đạo của Liễu Bạch, mà không phải tu vi có chút tiếc nuối, nhưng tuyệt đối là lời lớn. Dù sao trước tiên thể ngộ kiếm đạo siêu phàm nhập thánh kia, đối với tu hành sau này của mình, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt khó có thể nói thành lời. Trong khi đó, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã bị độc cô Phượng đưa tới địa phương tuyển chọn. Bên trong độc cô Việt, trên một mảnh đất trống. Đây là một nơi luyện võ chuyên môn cho đệ tử trong vang hiện tại vừa vặn dùng để chọn lựa. Giờ phút này nơi này người người nhốn nháo, một đám đệ tử mặc cẩm y, đem sân bãi vây quanh thành một vòng lớn. Tránh ra. Mau tránh ra cho bổn tiểu thư. Thanh âm độc cô Phượng vang lên. Một bên cao giọng hô, một bên lôi kéo độc cô thành, chen vào bên trong. Mọi người thấy là tiểu ma nữ của độc cô Việt, hòn ngọc quý trên tay vưu lão thái quân, vội vàng nhường ra một con đường lúc này đã bắt đầu tuyển chọn con trai cả đọc cô sách của việc chủ đọc cô phong đang giao thủ với một thiếu niên mặc hoa phục đều đã bắt đầu rồi sao đọc cô phượng có chút lo lắng nhìn qua thành ca ca có phải chúng ta tới chậm rồi không đừng nóng vội xem trước rồi nói sau cho đọc cô phượng một ánh mắt an tâm chớ nóng nảy hai người bắt đầu nhìn qua phát sau một khắc chỉ thấy thiếu niên mặc hoa phục một chiêu hàng long thần thối trực tiếp đem trường kiếm của độc cô sách đã rơi xuống đất. Lại một chiêu vô song kiếm chỉ, dừng ở trước cổ họng độc cô sách. Độc cô sách, 29 chiêu bại trận. Kế tiếp. Một thanh âm không chút tình cảm vang lên. Nương theo chính là độc cô sách, vẻ mặt chán nản từ trong sân đi xuống. Chỉ cảm thấy không còn mặt mũi ở chỗ này, cúi đầu rời khỏi luyện võ trường. Quá mạnh mẽ, độc cô Minh này thật sự là quá mạnh mẽ ngay cả đọc cô sách cũng không kiên trì được 30 chiêu, chẳng phải chúng ta càng không có hy vọng sao? Theo đọc cô sách bại trận rời đi, các đệ tử đọc cô Việt phía dưới lập tức xôn xao. Đọc cô kiếm thánh chọn đệ tử thân truyền. Tất cả đệ tử của đọc cô Việt, phàm là người có tuổi thích hợp, tất cả đều hăng hái báo danh. Nhưng đáng tiếc là, từ lúc bắt đầu tuyển chọn đến bây giờ, còn không có bất kỳ người nào có thể đánh thắng đọc cô Minh trong trận. Đọc cô sách vừa rồi, làm con trai trưởng của độc cô Việt chủ độc cô Phong, tu vi chừng hậu thiên lục trọng hậu kỳ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kiên trì 29 chiêu, đã bị đối phương cho đánh bại. Điều này làm cho mọi người xung quanh vốn nóng lòng muốn thử, tâm tình tất cả đều có chút trầm mê. Ngay cả độc cô sách là đệ nhất nhân. Đều bị không hề có lực phản kháng đánh bại, bọn họ những người này chẳng phải là càng không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử độc cô gia trong tràng, Tất cả đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ha ha, ta đã sớm nói qua. Đại bá muốn thu thân truyền đệ tử, trực tiếp thu ta là được rồi. Độc Cô Việt mặc dù là chủ mạch, nhưng những năm gần đây rõ ràng đã đi xuống dốc, làm sao có thể có nhân tài xuất sắc. Căn bản là không cần tới. Độc Cô Minh trong sân vẻ mặt khinh thường, vô cùng kiêu căng nói. Lời này vừa nói ra, các đệ tử Độc Cô Việt xung quanh, trên mặt một mảnh đỏ bừng tức giận. Bên kia, độc cô thịnh phụ trách tiếp đãi trên mặt cũng hiện lên chút không vui. Độc cô tướng quân chớ trách. Người trẻ tuổi nha, nói chuyện không cái nặng nhẹ, kính xin tướng quân không nên để ở trong lòng. Vô song thành hộ pháp thích võ tôn, đứng ở bên cạnh nói. Bất quá biểu tình trên mặt, lại có chút lơ đỉnh. Độc cô Việt những năm gần đây nhân tại Điêu Linh là sự thật. Là một siêu phẩm thế lực, đại tông sư cấp chiến lực là tiêu chuẩn nhưng hiện tại độc cô vang trên dưới, ngoại trừ một vưu sở hồng tuổi già, có chiến lực của tông sư đứng đầu. Liền ngay cả việc chủ độc cô phong, đều là lấy thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên mạnh mẽ chồng chất lên tông sư. Chỉ là một bộ dáng mà thôi, còn không bằng độc cô thịnh trước mắt. Nếu thật muốn động thủ, thích võ tôn hoàn toàn nắm chắc, trong vòng 10 chiêu sẽ đánh chết hắn. So với vô song thành hiện giờ có kiếm thánh tọa trấn như mặt trời ban trưa mà nói, mấy năm nay độc cô Việt làm chủ mạch, đúng là mặt trời sắp lặn. Ha ha, độc cô thịnh nào dám để ở trong lòng. Độc cô Minh hắn là thiếu thành chủ vô song thành, có hai cường giả đại tông sư cấp làm chỗ dựa. Độc cô thịnh chỉ là đệ tử một mạch trong vang mà thôi, sao dám giận độc cô thiếu thành chủ. Độc cô thịnh hừ lạnh nói. Ha ha, độc cô tướng quân nói gì? Ngài chính là tông sư cấp cao thủ, trong vang chỉ đứng sau vưu lão phu nhân tồn tại, thiếu thành chủ dù là người trước mặt phong quan thế nào, cũng phải gọi ngài một tiếng tộc thúc không phải sao. Thích võ tôn nói xong. Quay đầu nhìn độc cô Minh nói. Thiếu thành chủ, mau tới bồi thường cho độc cô tướng quân. Độc cô Minh vẫn không nhúc nhích. Thậm chí khinh thường biểu môi, căn bản không để độc cô thịnh vào mắt. Thấy một màn này, sắc mặt độc cô thịnh âm trầm như nước, trong cơn giận dữ. Tốt. Tốt. Tốt hay cho độc cô Minh, hay cho vô song thành thiếu chủ, ta hôm nay xem như đã thấy được. Nếu không phải phụ thân của đối phương là độc cô nhất phương của vô song thành, đại bá lại là độc cô kiếm thánh, có hai đại tông sư làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ sợ hắn đã sớm ra tay giáo huấn. Độc cô Minh kêu căng vô cùng, không thèm nhìn độc cô Thịnh, vẫn đứng đó kêu chiến. Người của độc cô Việt, có dám đi ra đánh một trận với ta không? Ánh mắt độc cô Minh quét qua bốn phía, Ánh mắt lạnh lùng, hàng khí bức người, đám đệ tử Độc Cô Việt đều cúi đầu không dám đối mặt. Lại càng không cần phải nói, đứng ra cùng hắn giao thủ. Mười hơi thở trôi qua, mà chúng đệ tử của Độc Cô Việt vẫn không có một ai đứng ra. Ha ha. Xem ra là không ai dám đứng ra. Độc Cô Minh khinh thường cười, ánh mắt quét về phía đám người Độc Cô Việt bốn phía. Quả nhiên, cái gọi là chủ mạch Độc Cô Việt, thật sự là xuống dốc qua mấy chục năm nữa, cái gọi là đế quốc tứ đại môn phiệt, chỉ sợ liền muốn biến thành ba cái. Nếu không có ai đứng ra, cuộc tuyển chọn này kết thúc như vậy. Nghe vậy, độc cô Phượng theo bản năng muốn lao ra ngoài. Bị người khinh thường lửa giận, cùng mãnh liệt không cam lòng, làm cho nàng biết rõ không phải là đối thủ. Cũng muốn lao ra một trận chiến. Nhưng đúng lúc này, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh độc cô Thành, đã trước một bước đi vào trong tràng thành ca ca. Độc cô Phượng dừng bước, có chút kinh ngạc nhìn thân ảnh trong sân. Đó không phải là độc cô thành sao? Chương không ba Lấy chỉ làm kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Là hắn. Độc cô thành. Một thiếu niên cao gầy, nhanh chóng nhận ra độc cô thành. Độc cô thành là ai? Tiểu tử này rất lợi hại sao? Nhìn khuôn mặt non nớt của độc cô thành, không ít người của độc cô Việt mờ mịt hỏi. Xem tuổi của hắn, mới bớt quá 10 tuổi trên dưới đi. Cho tới bây giờ, tu luyện hẳn là vẫn là cơ sở võ học. Ngay cả sách công tử cũng bại, hắn thật sự là đối thủ của độc cô Minh. Chỉ sợ không thể nào. Nhìn thân hình nhỏ gầy của độc cô Thành, mọi người chung quanh không khỏi lắc đầu nói. Các ngươi không quen biết cũng bình thường. Hắn chính là nhi tử của tỉnh Cô Cô, những năm gần đây vẫn bị lão phu nhân giam cầm ở thiên viện. Trước đó vài ngày, vẫn là phượng tiểu thư cầu tình, mới được thả ra. Thiếu niên cao gầy vừa mới lên tiếng, đè thấp thanh âm giải thích. A, à, nguyên lai hắn chính là đứa con hoang kia. Một cái cho gia tộc bôi đen con riêng, cũng dám khiêu chiến độc cô Minh, ta xem hắn là muốn trở nên nổi bật muốn điên rồi. Mọi người đọc cô Việt khinh thường nói. Cũng không thể nói như vậy, thiếu niên cao gầy nhàn nhạt cười nói. Nghe nói độc cô thành này còn có vài phần thiên phú, có lẽ sẽ ngoài dự đoán của mọi người cũng nói không chừng. Cái rắm ngoài dự liệu. Mười mấy tuổi, còn đang trong giai đoạn trúc cơ. Cho dù thiên phú cao hơn nữa, cũng phải thành thật tu luyện không nhập phẩm cơ sở công pháp. Đến bây giờ, có thể có tu vi hậu thiên tam trọng đã là không tệ rồi, đỉnh thiên hậu tứ trọng. Nhưng muốn khiêu chiến độc cô minh hậu thiên thất trọng nói một câu không dễ nghe, quả thực chính là không biết lượng sức. Độc cô Minh làm người tuy rằng kiêu ngạo, dẫn tới mọi người không thích. Nhưng tu vi chiến lực của hắn cũng là thật. Mặc dù có không ít người hy vọng, người này bị người đánh một trận, nhưng mọi người biết đây cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Chỉ có ngươi. Xem ra độc cô Việt thật đúng là không có ai, ngay cả một tên tu vi yếu như thế, cũng đi ra góp đủ số. Độc cô Minh liếc mắt nhìn độc cô thành một cái, bên trong lộ vẻ khinh thường. Võ giả là có thể căn cứ đối thủ lộ ra khí tức mạnh yếu, đến phán đoán một người thực lực cao thấp. Độc cô Minh đơn chỉ đứng ở nơi đó. Liền có thể cảm giác được người trước mắt, kia không tự giác lộ ra khí tức. Tối đa hậu thiên ngũ trọng, thậm chí. Còn thấp hơn nữa. Dũng khí đáng khen, đáng tiếc nha. Thích võ tôn lắc đầu đáng tiếc chính là có chút không biết tự lượng sức mình. Bất quá lời này, hắn cũng không có giáp mặt nói ra. Không thể lại đi kích thích độc cô thịnh hỏa khí đang vượng. Hồ nháo. Người bất quá là một tiểu tử mới vừa tròn 10 tuổi, ngay cả cơ sở công pháp cũng không kịp thay đổi. Nào có tư cách đứng ra khiêu chiến, còn không mau cút về cho bổn tướng quân. Tiếng quát lớn của độc cô thịnh truyền đến. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Nhưng trong thanh âm, lại tràn ngập vài phần ân cần cùng khen ngợi. Hiển nhiên đối với độc cô thành, mọi người chung quanh đều bị chấn nhiếp, sợ hãi không tiến lên. Biết rõ không thể làm, nhưng vẫn như cũ đứng ra, bảo trụ thể diện của độc cô Việt, cảm thấy thập phần hài lòng. Đa tạ chú thịnh quan tâm. Độc cô thành đầu tiên là hướng đối phương bái một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu nói, bất quá chất nhi vẫn muốn thử một lần, hướng độc cô minh tộc huynh lãnh giáo mấy chiêu. Đã như vậy, vậy hết thảy đều tùy ngươi đi. Độc cô thịnh nói. Đúng lúc này, độc cô minh không có hảo ý nhìn độc cô thành. Tiểu tử, ta khuyên ngươi bây giờ cút về đi, nếu không. Hắc hắc. Bất quá độc cô thành cũng không để ý, chỉ thản nhiên đứng ở nơi đó nhìn hắn. Thấy mình lại bị coi thường, trong mắt độc cô minh hiện lên một tia lãnh mang nói. Ngươi đã tự tìm không được tự nhiên, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Như ngươi loại này mặt hàng, ta chỉ cần một chiêu liền có thể đem ngươi đánh ngã xuống đất không dậy nổi, nằm trên giường ba tháng. Ha ha, vậy thì. Bắt đầu đi. Độc Cô Thành cười nhạt, trong mắt động dạng xẹt qua lãnh mang. Muốn làm hắn bị thương nặng. Vậy thì nhìn xem, cuối cùng đến tột cùng là ai trọng thương ai. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm sử dụng kiếm thánh Liễu Bạch nhân vật tạp. Dùng thể nhân vật Liễu Bạch đánh độc Cô Minh, quả thật có chút hiềm nghi đại pháo bắn mũi. Bất quá không có cách nào, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội bái kiếm thánh làm thầy lần này. Học kiếm còn ở thứ hai, chủ yếu là tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Mà với tu vi hiện giờ của mình, muốn chiến thắng độc Cô Minh chỉ có thể làm như vậy. Dưới cảnh giới kiếm đạo siêu phàm nhập thánh của Liễu Bạch, tu vi độc Cô thành mặc dù thấp nhưng đánh một độc cô Minh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đinh Thể nhân vật liễu bạch sử dụng thành công. Trong vòng một khắc, ngươi sẽ đạt được tất cả tu vi kiếm đạo của kiếm thánh liễu bạch. Trong nháy mắt, độc cô Thành chỉ cảm thấy cả người đều thay đổi. Cảm ngộ kiếm đạo vô cùng tràn ngập trong đầu mình, đủ loại chiêu thức kiếm pháp, dùng kiếm kỹ xảo tất cả đều quen thuộc. Chỉ cảm thấy tiện tay một kích. Có thể kiếm áp vạn vật, chém nát tất cả. Đương nhiên, độc cô thành biết đây là ảo giác của mình. Cho dù kiếm đạo cảnh giới siêu phạm nhập thánh, không có đủ lực lượng chống đỡ, cũng tuyệt đối làm không được kiếm trảm thiên địa. Mà đúng lúc này, độc cô Minh cũng đồng thời xuất thủ, thân hình nhanh nhẹn, giống như xuất hải giao long. Chân ảnh đầy trời cuồn cuộn nổi lên từng đạo cương phong, áp tới độc cô thành. Làm cho người ta có cảm giác cuồng bạo bá đạo, cường đại vô cùng, áp lực trong nháy mắt của mọi người xung quanh tăng nhiều là vô song thành tuyệt học hàng long thần thối. Xem độc cô minh phát huy lực lượng, so với trước còn mạnh hơn ba phần, sợ là xuất toàn lực. Khó trách hắn nói có thể một chiêu chế thắng, đem độc cô thành đánh nằm liệt giường ba tháng. Loại uy lực này, nằm liệt giường ba tháng đơn giản như vậy, chỉ sợ một cái không tốt sẽ tàn phế cả đời. Bốn phía không ít đệ tử độc cô việt không khỏi rùng mình một cái. Ngay cả độc cô thịnh bên cạnh giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới hàng long thối của độc cô Minh lại luyện đến hỏa hầu như thế. Thành ca ca mau tránh ra. Độc cô Phượng vội kêu lên. Loại uy lực này. Hàng long thần thối của độc cô Minh chỉ sợ đã tiếp cận tiểu thành rồi. Độc cô thành trong sân, cũng lộ ra một chút ngoài ý muốn. Văn, lầm lẫn, giả dối. Hàng long thần cước của độc cô Minh dễ dàng bại bởi nhiếp phong, Hoàn toàn là một bộ bao cỏ. Hơn nữa bây giờ tuổi tác mới bất quá kham nổi 12 tuổi. Ngay cả Độc Cô Thành cũng không nghĩ tới, hàng long thần thối của người này cũng sắp nhỏ thành. Dù vậy, nhưng trong mắt ta lúc này vẫn có trăm ngàn chỗ hở. Trong mắt Độc Cô Thành tinh mang lóe lên. Trong nháy mắt dưới biểu hiện không thể tin của mọi người, không lùi, phản tiến. Cũng chỉ kiếm hướng Độc Cô Minh nghênh đón lấy chỉ làm kiếm. Muốn dựa vào cái này liền muốn tiếp nhận hàng long thối của ta. Ngươi cho rằng mình là ai? Độc cô Minh khinh thường cười, mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Trong nháy mắt kình đạo trên chân, trở nên càng thêm cường đại. Cương phong mãnh liệt, quấy đến các bụi nổi lên bốn phía, hợp thành một con cự long, hướng độc cô thành một ngụm cắn xuống. Gào thét. Mơ hồ, còn có thể nghe được một tiếng gào thét như dao lông xong rồi. Độc cô Phượng khuôn mặt trắng bệt, không đành lòng nhìn thẳng. Ai? Kết thúc rồi. Độc cô Thịnh lắc đầu thở dài nói. Chương không bốn Kỷ chi tuyệt đỉnh, vạn pháp giai minh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chờ đã, đó là cái gì? Đúng lúc này, sắc mặt độc cô Thịnh đột nhiên biến đổi. Một đôi mắt hổ, nở rộ ra tinh mang, gắt gao nhìn chầm chầm vào trong sân. Ngay lúc này, hắn phát hiện khí chất trên người độc cô thành đã thay đổi, phản phất đã không còn là hắn. Mà là một thanh tuyệt thế cao ngạo, bại hết thiên hạ thần kiếm. Quỳ gối. Nâng cánh tay, tiến lên. Ken. Trong thoáng chốc, mọi người chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang lấp lánh mà lên. Chuyện gì xảy ra? Độc cô Minh trên không trung tâm thần chấn động. Trực tiếp bị một cổ phong mang khóa chặt thân thể, để hắn toàn thân phát lạnh mà nguồn gốc phong mang kia dĩ nhiên là kiếm chỉ của độc cô thành. Hắn phát hiện kiếm chỉ không chút thu hút kia, giờ phút này lại nhắm thẳng vào chỗ yếu ớt của hàng long cước, vô luận hắn biến chiêu như thế nào, đều không có tác dụng gì. Ngay tại sức chân của hắn, cách ngực độc cô thành chỉ còn chưa tới ba tấc. Đột nhiên liền rốt cuộc tiến hành không nổi nữa. Phanh Lòng bàn chân đau đớn, huyệt dũng tuyền truyền đến cảm giác xé rách, trong tiếng kêu thảm thiết cả người bay ra ngoài. cái này, cái này, cái này. một đám tộc nhân đọc cô việt giờ phút này đều bị sợ ngay người. là bại, nhưng bại cũng không phải đọc cô thành, mà là đọc cô minh. trong sân, đọc cô thành chấp tay mà đứng. một bộ gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài nhẹ nhẹ tung bay. mặc tuy là quần áo thô, nhưng khí độ trên người lại làm cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. thắng, vậy mà thắng. Độc Cô Phượng trên mặt kinh ngạc, hưng phấn, khó có thể che giấu. Độc Cô Thành lại thắng. Hơn nữa còn là một chiêu chiến thắng. Tại tỷ thí trước, nàng thậm chí còn từng lo lắng Độc Cô Thành sẽ bị một chiêu trọng thương không dậy nổi. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là may mắn tránh thoát một chiêu, sau đó mở miệng nhận thua, tránh cho bị thương mà thôi. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Hàng Long thần cước của Độc Cô Minh không thể nói là không mạnh. Nhưng Độc Cô Thành chỉ cần một cái kiếm chỉ không chút thu hút, đâm về phía trước một cái, đã làm cho nó bị thương nặng. Chiêu thức là cơ sở kiếm pháp bên trong, cơ bản nhất đâm trước. Tu vi là hậu kỳ tứ trọng rất nhỏ yếu trong cảnh giới hậu thiên. Nhưng hắn lại một chiêu đã thương Độc Cô Minh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trao. Tộc nhân Độc Cô Việt trong sân đầu tiên là yên tĩnh dại ra, sau đó một mảnh xôn xao quanh động. Chẳng lẽ là ánh mắt của ta phạm sai lầm? Bà dĩ nhiên là độc cô Minh. Thiên chân vạn sát, độc cô Minh quả thật thua. Mọi người ngã mạnh hai mắt, vẻ mặt cổ quái cùng khó có thể tin. Trong khi đó, độc cô Minh ngã trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt cùng nghi ngờ. Làm sao có thể? Tôi đã thua thứ rác rưởi này. Không, nhất định là trùng hợp ta không tin, chúng ta lại đến đánh. Độc cô Minh trên mặt đất không cam lòng rống to. Vừa định vận công xuất cước, huyệt dũng tuyền lòng bàn chân đột nhiên truyền đến đau đớn xé rách. a à, chân của ta, ngươi đã làm gì ta? Trong tiếng kêu thảm thiết, độc cô Minh hoảng sợ chất vấn. Chỉ là cho ngươi điểm giáo huấn đã thương ngươi dũng tuyền huyệt, cho ngươi trong vòng ba tháng không thể vận dụng thối công mà thôi. Độc cô thành thẳng tắp như kiếm giữa sân một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi, thần thái đạm mạc nói. Ngươi thế nhưng đã thương dũng tuyền huyệt của ta. Độc cô thành thân thể chấn động, lớn tiếng điên cuồng hô. Ta là thiếu thành chủ vô song thành, mà ngươi chỉ là ngoại tử của độc cô gia mà thôi. Làm tổn thương huyệt dũng tuyền của ta. Làm sao ngươi có thể? Làm sao ngươi dám? Độc cô Minh vẻ mặt oán độc, không thể tin tưởng. Hừ, hay cho một độc cô thành thích võ tôn hừ lạnh một tiếng nói. Tuổi còn nhỏ, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Độc cô Minh vừa mới nói để độc cô Thành nằm trên giường ba tháng, độc cô Thành trở tay liền đã thương huyệt dũng tuyền của độc cô Minh, làm cho hắn ba tháng không thể vận dụng thối công. Ha ha, đây mới là võ giả mà. Độc cô Thịnh cười nhạt. Ánh mắt nhìn về phía độc cô Thành, càng lúc càng thưởng thức. Về phần oán hận của độc cô Minh, có thể mang đến phiền toái cho độc cô Thành, Độc Cô Thịnh lại không hề lo lắng. Dù sao thắng trận tỷ thí này, Độc Cô Thành chính là đệ tử thân truyền của kiếm thánh. Một vết thương nhỏ mà thôi. Hắn tin tưởng vô song thành Độc Cô một phương, sẽ không tiến hành truy cứu. Thích Võ Tôn cũng hiểu rõ điểm này, cho nên mới không ra tay. So với thương thế của Độc Cô Minh, Độc Cô Thịnh lại càng quan tâm, vừa rồi Độc Cô Thành sử dụng ra một cái đâm thẳng vào sơ hở của hàng Long cước, hộ pháp quanh năm đi theo bên người thành chủ. Độc Cô Thịnh nhìn về phía thích võ tôn. Người phi thường có thể so sánh, vừa rồi Độc Cô Thành một đâm kia, không biết ngươi thấy thế nào. Vừa rồi đâm một cái sao? Nhắc tới chiêu vừa rồi của Độc Cô Thịnh, sắc mặt thích võ tôn dần trở nên ngưng trọng. Bất kể là góc độ, quỹ đạo, vẫn là nắm chắc thời cơ xuất thủ, đều dịu đến tuyệt đỉnh. Một đâm vô cùng đơn giản, lại nhắm thẳng vào sơ hở của hàng long thần thối. Dùng lực lượng nhỏ nhất, chiêu thức đơn giản nhất, một kích liền đã thương huyệt dũng tuyền của thiếu thành chủ. Tài nghệ như thế, ta chỉ nghĩ tới một loại khả năng. Độc cô thịnh thân thể khẽ chấn động, kinh hải nói. Thật sự là nó. Thích võ tôn nhìn hắn hỏi ngược lại. Độc cô tướng quân không phải cũng cho là như vậy sao? Kỹ năng tuyệt đỉnh, vạn pháp giai minh. Các loại võ học, nhất niệm tức phá. Độc cô thịnh sâu kín thở dài. Nhìn độc cô thành đứng ngạo nghễ như thần kiếm đâm thẳng lên trời cao, vẻ mặt chấn động cùng phức tạp. Mười tuổi nha. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người, vẹn vẹn lấy mười tuổi tuổi, liền đạt tới kỹ chi tuyệt phong. Độc cô thịnh cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. Tuyệt đỉnh kỹ năng. Đó là cái gì, hình như rất lợi hại. Đệ tử độc cô Việt bên cạnh nghe vậy trong mắt lộ vẻ mờ mịt cùng khó hiểu. Mà lúc này, độc cô Phượng đứng bên cạnh thì ưỡn ngực. Tuy rằng cũng khiếp sợ thần kỹ tuyệt đỉnh của độc cô Thành, nhưng vẫn không nhìn được biểu hiện trước mặt mọi người. Hừ, ngay cả kỹ năng đỉnh phong cũng không biết, thiệt thòi cho các ngươi là người của độc cô gia. Hôm nay ta ở đây giảng giải miễn phí cho các ngươi, phân chia cảnh giới chiêu pháp đi. Nói mau, nói mau. Mọi người nhìn không được thúc giục một đôi mắt nhìn về phía nàng, trong nháy mắt khiến độc cô Phượng trở thành tiêu điểm. Tiểu Phượng Hoàng được thỏa mãn, chậm rãi mở miệng nói. Mọi người đều biết, phàm là võ giả tu luyện, đều phải lấy cơ sở võ học trúc cơ. Lấy kiếm pháp làm ví dụ, trước tiên luyện tập các động tác cơ bản như chọn, đâm, điểm, ác. Chờ thuần thục nắm giữ, mới có thể học tập nhập phẩm kiếm pháp, luyện tập các loại kiếm chiêu sáo lộ. Mọi người nghe vậy yên lặng gật đầu, biết đọc cô Phượng nói không sai. Cơ sở kiếm thức, chiêu pháp sáu lộ. Đây là hai cảnh đầu trong kiếm kỹ tứ cảnh. Giảng và phồn. Dên là nền tảng, là nhập môn. Từ giảng nhập phồn, đem những động tác cơ bản này nối liền lại, nắm giữ kiếm chiêu thực dụng, mới xem như có chút thành tựu. Tuyệt đại đa số người trong võ lâm đều ở vào cảnh giới này. Nếu có thể từ phồn nhập giảng, hấp thu bách gia sở trưởng, đem các loại kiếm chiêu học được tiến hành tinh giản cô động, thông hiểu đạo lý. Chính là kiếm kỹ đại thành. Có thể làm đến bước này, đều là cường giả kiếm đạo danh chấn nhất phương trên giang hồ. Nhân tiện, trong ánh mắt độc cô Phượng toát ra vẻ hướng tới. Một lát sau, độc cô Phượng hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Mà ở trên này, lại còn có một cảnh. Gọi là Kỹ năng tuyệt đỉnh vạn pháp giai minh. Các loại chiêu thức, nhất niệm tức phá. Chương 05 Sông lớn kiếm ý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Kỹ năng tuyệt đỉnh, vạn pháp giai minh. Các loại võ học, nhất niệm tức phá. Chúng đệ tử đọc cô Việt, trong miệng không ngừng nhai nuốt hai câu này. Càng nghĩ càng kinh hãi Đạt tới kỹ chi tuyệt đỉnh, hiểu rõ thế gian hết thảy võ học, chỉ cần trong một ý niệm, là có thể phá đi bất kỳ chiêu thức nào. Đây quả thực là cảnh giới của tiên thần. Mọi người nhìn độc cô thành trong sân, nhào nhào hít một hơi khí lạnh. Ngay lúc này, ngay lúc này. Tất cả mọi người trên sân đều bị độc cô thành thể hiện ra kiếm kỹ cảnh giới, làm cho chấn động tột đỉnh. Một mảnh yên tĩnh, rơi châm có thể nghe thấy. Mà chính hắn thì đang tận hết sức lực, hấp thu kiếm đạo kinh nghiệm của kiếm thánh liễu bạch trong đầu hắn muốn thừa dịp kiếm thánh liễu bạch nhập thân một khắc thời gian, còn chưa có đi qua thời điểm. Ở mức độ lớn nhất, đi thể ngộ, hấp thu cảnh giới kiếm đạo của đối phương. Hiền chất, không ngại cùng ta chơi một chút chứ. Độc cô thịnh đi tới giữa sân. Dưới nụ cười nhàn nhạt, ẩn giấu ý tứ tìm kiếm. Kỹ chi tuyệt đỉnh, vạn pháp giai minh. Đây là cảnh giới bực nào? Tuy rằng hắn và thích võ tôn đều có suy đoán nhưng dù sao cũng quá mức kinh thế hải tục, khiến hắn không thể không cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên không ngại. Thịnh thúc có nhã hứng như vậy, tiểu chất đương nhiên phụng bồi. Nhìn độc cô thịnh đi tới, độc cô thành đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Dù sao trong luận bàn, có thể làm cho hắn càng nhanh thể ngộ cảnh giới kiếm đạo của liễu bạch. Cùng lúc đó, bên tai cũng truyền đến thanh âm hệ thống. Đinh. Chi nhánh nhiệm vụ cùng đọc cô thịnh luận bàn. Nếu như có thể chiến thắng đối phương trong luận bàn, sẽ có phần thưởng thần bí. Có nhận nhiệm vụ hay không? Nhận. Đọc cô thành thầm nghĩ trong lòng. Hiền chất, cẩn thận. Đọc cô thịnh nhắc nhở. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy đọc cô thịnh tung người nhảy lên, giống như ưng kích trời cao, một đôi móng vuốt sắc bén hướng đọc cô thành chập tới. Tốc độ thân pháp nhanh chóng, tách ra không khí xung quanh, sinh ra nhiều tiếng nổ khí. Tốc độ này. Chú Thịnh đây là nghiêm túc sao? Nếu không sao có thể phát huy tốc độ như vậy. Độc cô Thịnh phủ thủ. Trực tiếp làm mọi người của độc cô Việt sợ ngay người. Thật khó tưởng tượng, đối mặt với một hậu bối chừng 10 tuổi như độc cô Thành, độc cô Thịnh cấp bậc tông sư lại xuất ra loại thực lực này. Ha ha, dốc hết toàn lực cũng không đến mức. Bất quá loại tốc độ này, đã siêu thoát phạm trù hậu thiên, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Thích Vũ Tôn lắc đầu nói, chỉ là trong lòng cũng có chút kinh ngạc, Độc Cô Thịnh đối với một hài đồng như vậy, làm sao có thể dùng ra tiên thiên cấp bậc lực lượng. Biết rằng, với cảnh giới cao thủ cấp tông sư Độc Cô Thịnh, cho dù là đệ thấp tu vi đến chiến, cũng không phải hậu thiên cấp bình thường có thể so sánh được. Mà Độc Cô Thành vừa mới triển lộ ra lực lượng, mới bất quá hậu thiên tứ trọng mà thôi. Tuy rằng có thể đạt tới kỹ chi tuyệt đỉnh, vạn pháp giai minh cảnh giới. Nhưng ngươi dùng lực lượng hậu thiên tầng 8 9, thử một hai cũng được. Lực lượng tiên thiên cấp, có chút chuyện to chuyện bé đi. Tốc độ như vậy đừng nói tiếp, chỉ sợ có thể phản ứng lại hay không, đều là một vấn đề đi. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Độc Cô Thành không chút hoang mang, cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Thình thịch. Trong lúc không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp cắt đứt phương hướng độc cô thịnh ưng trảo đi tới. Dưới cảnh giới kiếm đạo siêu phàm nhập thánh của kiếm thánh liễu bạch, độc cô thành mặc dù chỉ có tu vi hậu thiên tứ trọng hậu kỳ, lại dễ dàng tìm được chỗ yếu của ưng trảo đối phương. Hơn nữa một kích đem đối phương đánh lui. Hảo tiểu tử, lại đến. Một chiêu ưng trảo bị phá, vẻ tán thưởng trong mắt độc cô thịnh càng thêm nồng đậm. Thân pháp tung hoành như ưng, vòng quanh độc cô thành cấp tốc chạy trốn, đem độc cô thành vòng ở trung tâm, dần dần kéo lên tàn ảnh liên tiếp. Chỉ chờ độc cô thành hơi buông lỏng, lộ ra sơ hở, sẽ phát động một kích cường lực. Độc cô thịnh đây là chuẩn bị lấy lực áp người A. À. Thích võ tôn thoáng có chút kinh ngạc, có chút cảm thán. Ai có thể nghĩ ra, tông sư cảnh giới độc cô thịnh, một ngày nào đó lại đối với một hài tử 10 tuổi như vậy. Dùng ra lấy lực áp người, bằng tu vi thủ thắng biện pháp không dám so đấu trên chiêu số, chỉ lấy tu vi thâm hậu hơn, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, khắc địch chế thắng. Một màn như thế, nếu là phát sinh địa phương khác, bị hắn thích võ tôn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cười rụng răng. Nhưng mà giờ khác này, thích võ tôn cũng không có cười. Không chỉ hắn không cười, đồng thời hắn cũng tin tưởng, bất kỳ người nào nhìn thấy độc cô thành lúc này, đều tuyệt đối không có tâm tình cười. Có. Sẽ chỉ là tháng phục. Đối với thiếu niên trong trận kia tháng phục, kỹ chi tuyệt đỉnh, vạn pháp giai minh. Loại kiếm cảnh trong truyền thuyết này, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trên người một hài tử Mười tuổi rưỡi. Mà giờ phút này trong sân, tuy có cảnh giới kiếm đạo cao siêu của Liễu Bạch, nhưng tu vi chỉ là Độc Cô Thành Hậu Thiên tứ trọng. Đối mặt với Độc Cô Thịnh bên ngoài, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, không thể không tập trung tất cả tinh lực quan sát phương vị của đối phương. Dần dần khi năng lượng tiêu hao lực chú ý chậm rãi giảm xuống hắn phát hiện ánh mắt của mình bắt đầu có chút theo không kịp tốc độ của đối phương đúng lúc này trên trán một giọt mồ hôi chảy xuống vừa vặn rơi vào trong mắt hắn theo bản năng đi chớp mắt có sơ hở ánh mắt độc cô thịnh sáng ngời trảo phải trực tiếp chọc tới sau gáy độc cô thành một trảo này nếu bị nắm thật trận chiến đấu này cũng liền hoàn toàn kết thúc mà ngay khi móng tay của hắn sắp rơi xuống trên người độc cô thành, con ngươi độc cô thịnh đột nhiên co rút lại một chút. Trong cảm ứng của hắn, khí tức trên người đối phương đột nhiên xảy ra biến hóa. Từng luồng kiếm khí sắc bén, giống như sông lớn cuồn cuồn, mãnh liệt nghiền ép mà đến. Đây là... Độc cô thịnh theo bản năng khẽ nói. Nhưng mà nghi hoặc trong lòng còn chưa kịp khuếch tán, lại đột nhiên cảm giác được trảo tâm truyền đến một tia, làn da bị xé rách đau đớn. Theo bản năng, tay phải rụt về phía sau. Ngay giữa sự co rút này, độc cô thành một cái kiếm chỉ, liền thừa dịp này nhỏ bé khoảng cách thời gian, để ở cổ họng của hắn chỗ. Ta, vậy mà bại. Nhìn kiếm chỉ trước cổ họng, độc cô thịnh thần sắc một mảnh phức tạp. Mang theo một phần ngạc nhiên, ba phần ngoài ý muốn, năm phần cay đắng, bảy phần không thể tin, cùng với mười hai phần tán thưởng, nhìn độc cô thành trước mặt. Đồng thời, bên tai độc cô thành, hai đạo hệ thống chi âm trước sau truyền đến. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh đánh bại độc cô thịnh, đạt được một quyển bách gia võ học, có thể trực tiếp nhập môn bách gia võ học. Đinh Một khắc đồng hồ thời gian chấm dứt, kiếm thánh liễu bạch năng lực biến mất. Trong nháy mắt, độc cô thành chỉ cảm thấy trong đầu mình. Cái loại này thần nhi minh chi, vạn pháp giai thông kiếm đạo cảnh giới, đang từng chút một tiêu tán. Cuối cùng, chỉ một phần nhỏ được giữ lại. Tất nhiên rồi. Đối với kiếm thánh liễu bạch mà nói rất ít, nhưng đối với độc cô thành lại vô cùng trân quý. Chương không 06 Kẻ này chỉ cần không chết, nhất định vì một đời tông sư. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bại rồi. Độc cô Minh coi như xong, không nghĩ tới liên thịnh thúc cũng bại. Hơn nữa bại không giải thích được, vừa rồi chú thịnh rõ ràng là muốn thắng. Sao đột nhiên lại bị độc cô thành đánh bại? nhìn lòng bàn tay độc cô thịnh chảy máu, đám người vây xem xung quanh lập tức nổ tung. Một mảnh nghị luận cùng nghi hoặc thanh âm truyền đến, bốn phía trở nên một mảnh ồn ào. Là kiếm ý. Vừa rồi cái loại cảm giác sắc bén vô cùng này, tuyệt đối là kiếm ý không thể nghi ngờ. Trên mặt thích võ tôn lúc này tràn ngập kinh hãi Cũng chỉ có kiếm ý như tơ chi cảnh, mới có thể làm cho độc cô thành ở hậu thiên tứ trọng cảnh giới, liền đem nội lực hóa thành kiếm khí bắn ra, đã thương độc cô thịnh lòng bàn tay. Kiếm, kiếm ý. Lại là kiếm ý. Kháo 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 kháo, độc cô thành tên này, lại còn lĩnh ngộ kiếm ý. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ, hết thảy trước mắt đều là giả. Ba. Không đau chút nào, quả nhiên là giả. Mẹ kiếp, mày đánh chính là lão tử, TMG, đau chết lão tử rồi. Nghe thích võ tôn nói thanh âm nghị luận chung quanh không chỉ không có chút yếu bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng kỹ năng ý đó là hai hệ thống khác nhau kỹ là thuật ý là đạo kiếm kỹ có bốn cảnh giảng cơ sở nhất phồn trên giảng giảng tinh luyện phức tạp cùng với kỹ chi tuyệt đỉnh vạn pháp giai minh nhất niệm tức phá đồng dạng kiếm ý cũng có bốn cảnh kiếm ý như tơ cô động kiếm khí để kiếm kình bộc phát càng thêm sắc bén. Kiếm ý cầu vòng, câu thông thiên địa, khống chế thiên địa chi lực vì mình dùng. Kiếm ý lăng thiên, có thể phục vạn vật, như hoàng như đế, ngự sử vạn vật vì kiếm, vì vạn kiếm chi tông. Kiếm ý thành vực, mô trưởng quy tắc, kiếm vực bao phủ sử quy tắc tẩn trưởng. Kỹ và ý, thuật và đạo. Cả hai bổ sung cho nhau. Lấy thuật tái đạo, lấy đạo thành thuật, rất khó nói ai mạnh hơn tuy nhiên so với tuyệt đỉnh kỹ thuật trong truyền thuyết vạn loại vũ kỹ thông minh trong lòng trong một ý niệm liền có thể phá hết mà nói vừa rồi đọc cô thành triển lãm kiếm ý như tơ lại lộ ra có chút không khó để cho người ta tiếp nhận không không phải kiếm ý như tơ đơn giản trong cổ kiếm ý vừa rồi có dòng sông lớn cuồn cuộn thao thao bất tuyệt nếu là ta sở liệu không sai ngươi ngộ được kiếm ý chỉ sợ là đại hà kiếm ý đi Độc Cô Thịnh ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Độc Cô Thành hỏi. Thịnh thúc tuệ nhãn như đuốc. Độc Cô Thành thản nhiên gật đầu nói. Không sai, chính là Đại Hà kiếm ý. Vậy ngươi vừa nhắm thẳng vào sơ hở trong chiêu thức. Độc Cô Thịnh hỏi tiếp. Sử dụng đến tột cùng là kỹ năng tuyệt đỉnh hay là nhãn lực đơn thuần? Lời vừa nói ra, bá. Bá. Bá ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Độc cô thành thản nhiên cười nói. Ha ha, tiểu chất tuổi còn nhỏ, làm sao có thể đạt tới kỹ chi tuyệt đỉnh. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Đạt tới thật không phải hắn, mà là kiếm thánh liễu bạch. Hắn chỉ là có được liễu bạch thể nghiệm thẻ mà thôi. Hô! Nghe vậy, độc cô thịnh thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt đỉnh kỹ thuật, đại hà kiếm ý giữa hai người, người sau tuy rằng tiềm lực lớn hơn, nhưng kỹ thuật tuyệt đỉnh lại càng làm người ta kinh sợ. Dù sao kiếm ý còn tồn tại tình huống trùng hợp, đốn ngộ, cơ duyên gây nên. Nhưng một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao có thời gian đi lĩnh ngộ, cần tốn hao mấy chục trên trăm năm thời gian, kiến thức ngàn loại chiêu thức, vạn loại tuyệt kỹ. Có đầy đủ tích lũy, mới có thể minh ngộ kỹ tuyệt đỉnh. Thì ra là nhãn lực tốt. Ta đã nói mà, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kỹ chi tuyệt đỉnh, làm sao có thể bị một cái 10 tuổi đại hài tử lĩnh ngộ ra. Thích võ tôn cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Bất quá đối với độc cô thành, lại không có nửa phần khinh thị. Dù sao đi nữa. Có thể ở 10 tuổi lúc liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, vẫn là mãnh liệt mênh mông, cuồng cuồng không giúp đại hà kiếm ý, cái này độc cô thành đều là có một không hai yêu nghiệt. Hôm nay tu vi mặc dù thấp, nhưng tương lai tuyệt đối có thể có một phen thành tựu. Huống chi, còn sắp được kiếm thánh thu làm đệ tử thân truyền. Nghĩ đến đây, trên mặt thích võ tôn hiện lên một nụ cười. Không nghĩ tới độc cô thiếu hiệp tuổi còn nhỏ, đã có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Hơn nữa còn là đại hà kiếm ý, công phạt vô song đỉnh cấp kiếm ý. Lại có kiếm thánh đại nhân dạy dỗ, phỏng chừng không ra mấy năm, có thể đủ ở trên giang hồ độc lĩnh phong tao. Thích hộ pháp quá khen rồi. Giang hồ võ lâm nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên phú cao cường giả không thắng phụng cử. Độc cô thành điểm ấy vi mạc thiên phú, đừng nói độc lĩnh phong tao, chỉ cầu tương lai có thể chiếm được một chỗ ngồi là tốt rồi. Độc cô thành chấp tay với thích võ tôn. Trong nụ cười nhàn nhạt, tràn ngập khiêm tốn cùng nho nhã. Cùng độc cô minh cùng ngạo lúc trước, quả thực là đối lập rõ ràng nhất. Trong nháy mắt, liền thắng được hảo cảm của mọi người không kêu không nóng nảy, thiên phú siêu tuyệt. Được. Không ngờ trong độc cô Việt ta còn cất giấu một con chân lông. Độc cô Thịnh nhìn về phía độc cô Thành, trong mắt lộ vẻ thưởng thức, liên tục tán thưởng nói. Với thiên phú và tâm tính của ngươi, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể hạn lượng. Chỉ cần trên đường không chết, thân phận một tông sư tuyệt đối không thể thiếu. Cho dù là cảnh giới đại tông sư, cũng có tám phần hy vọng. Độc cô Thịnh vừa dứt lời trong nháy mắt khiến cho mọi người trong sân, toàn bộ đều chấn động. Chí ít là cảnh giới tông sư. Thậm chí ngay cả đại tông sư, đều có tám phần hy vọng. Cái này, cái này, cái này. Độc cô thịnh khen ngợi độc cô thành, nhất thời kinh bạo ánh mắt mọi người. Biết rằng, người mạnh nhất độc cô việt bọn họ, độc cô lão phu nhân vưu sở hồng, hiện tại cũng chỉ là cảnh giới tông sư mà thôi. Mà nay độc cô thịnh lại nói, Độc Cô Thành tương lai có tám phần hy vọng trở thành Đại Tông Sư. Trở thành tuyệt thế cường giả như kiếm thánh. Khen ngợi như vậy, đã lớn đến vô biên rồi. Độc Cô Thành lại có tiềm lực lớn như vậy, thịnh thúc không phải lầm chứ. Theo bản năng, mọi người có chút hoài nghi. Nhầm rồi. Không, Độc Cô Thịnh một chút cũng không có nói sai. Thích võ tôn yên lặng lắc đầu nói tuy rằng hắn cũng bị lời khen của đối phương dành cho độc cô thành làm cho khiếp sợ nhưng không thể không thừa nhận độc cô thành xứng đáng với phần khen ngợi này võ ý đó là tiêu chuẩn của tông sư độc cô thành lĩnh ngộ ra kiếm ý như tơ đại tông sư lúc trước chính là một mảnh đường bằng phẳng thịnh thúc thích hộ phát vừa mới luận bàn một phen tiểu chất đối với kiếm đạo lại có chút cảm ngộ mới nếu không có chuyện gì tiểu chất muốn cáo lui trước Độc cô thành lên tiếng nói. Lại có cảm ngộ mới. Thích võ tôn thân hình chấn động, thở dài nói. Độc cô thiếu hiệp quả nhiên kỳ tại ngút trời. Nơi này của ta không sao, chỉ cần thiếu hiệp nhớ rõ ba ngày sau, theo ta đi tới vô sông thành là được. Độc cô tướng quân thì sao? Thích võ tôn nhìn về phía độc cô thịnh nói. Ta ở đây cũng không có chuyện gì. Độc cô thịnh nói nắm chắc thời gian cảm ngộ kiếm đạo quan trọng, ngươi mau đi đi. Cháu trai cáo từ. Độc cô thành ông quyền. Độc cô Phượng bên cạnh vẻ mặt dại ra, vẫn bị vây trong khiếp sợ, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Chương 7 Thực lực tăng vọt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đạp 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 Độc cô bước nhanh trở lại tiểu viện của mình, sau đó xông vào trong phòng. Kiếm Thánh Liễu Bạch nhân vật tạp thời hiệu mặc dù đã qua, nhưng ta hai đời làm người, linh hồn ý niệm cường đại, vô luận là trí nhớ hay là ngộ tính đều vượt xa người thường. Trong đầu vẫn còn lưu lại một ít cảm ngộ kiếm đạo của Kiếm Thánh Liễu Bạch. Hiện tại tỉnh tâm hấp thu, hẳn là còn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Độc Cô Thành ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu một lần lại một lần nhớ lại trong đầu, lưu lại kiếm đạo cảm ngộ. Một lần lại một lần hồi ức tăng cường cảm ngộ bản thân. Một lần, hai lần, ba lần. Mặt trời trên trời từ đông sang nam, lại từ nam sang tây, nhưng độc cô thành vẫn không có chút ý định ra khỏi cửa nào. Bên kia, độc cô thành lĩnh ngộ đại hà kiếm ý, một chiêu trực tiếp đã thương huyệt dũng tuyền dưới chân độc cô Minh. Hơn nữa sự tích lấy kiếm ý ngưng tụ kiếm khí, đánh bị thương độc cô thịnh, cũng bắt đầu truyền ra trong độc cô phiệt. Nghe nói chưa? sáng sớm hôm nay ở luyện võ trường, con trai tỉnh cô cô độc cô thành thiên phú vô song, bất quá 10 tuổi đã lĩnh ngộ ra đại hà kiếm ý. Kiếm ý vừa ra, cuồn cuồn mênh mông, mãnh liệt không dứt. Vậy độc cô Minh lợi hại đi. Thực lực hậu thiên thất trọng lại có đại tông sư tự mình chỉ điểm, tuyệt học võ lâm hàng long thối đạt tới trình độ tiếp cận tiểu thành. Nhưng dưới một kiếm chỉ trong nội thành độc cô, lại bị một chiêu trọng thương huyệt dũng tuyền, ba tháng không thể động võ hắc hắc. Đó là hắn đáng đời. Độc cô Minh tên này ý vào mình là thiếu thành chủ vô song thành, kéo giống như hai năm tám vạn, đi tới lỗ mũi độc cô Việt ta nhìn người. Nghe nói lần này ở luyện võ trường, là người thủ quan tuyển chọn, nhưng dẫm lên thế hệ trẻ trong vang một lần, ngay cả thịnh thúc cũng bị hắn làm cho sắc mặt. Lần này Dũng Tuyền huyệt trọng thương, cũng là hắn đáng đời, đã tới thiết bản. Các thiếu niên của độc cô Việt thầm xì xào bàn tán vừa tháng phục thiên tư yêu nghiệt của độc cô thành, lại đối với việc độc cô Minh bị người hung hăng đánh bại mà ám sản không thôi. Độc cô Vang, một tòa lầu các sang trọng. Nơi này là chỗ ở của độc cô Minh, nhưng giờ phút này lại truyền đến một trận thanh âm đập đồ vật. Rầm rầm rầm. Độc cô Thành, đều là ngươi, đều tại ngươi. Nếu không là ngươi, ta lần này nhất định có thể trở thành đại bá thân truyền đệ tử, có thể được đại bá dốc lòng chỉ điểm tương lai kiếm áp võ lâm không thành vấn đề. Một cái tiện nhân sinh tạp chủng thôi, cũng dám ra tay đã thương ta dũng tuyền huyệt, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Độc cô Minh hai mắt đỏ bừng, hận ý ngập trời. Nghe được độc cô Minh điên cuồng gào thét, thích võ tôn đứng ở dưới lầu không khỏi yên lặng lắc đầu. So với kiếm đạo thiên phú của độc cô Thành, độc cô Minh chân chính kém còn có tâm tính. Bị người đánh bại cũng không có gì ghê gớm, lăn lộn trong giang hồ ai còn chưa từng bại qua mặc dù mạnh như kiếm thánh không phải cũng từng thua trong tay vô danh sao thất bại nhất thời không sao mấu chốt là có thể tiếp nhận sự thật phấn khởi đuổi theo mà đọc cô minh ngoại trừ ở chỗ này điên cuồng gào thét lại cái gì cũng không có làm nội viện đọc cô vang vưu sở hồng ngồi trên ghế lớn hai mắt rủ xuống thì thào tử nói tĩnh nhi hôm nay nhi tử của ngươi tại luyện võ trường bỗng nhiên nổi tiếng người dưới suối có biết, cũng nên vì hắn cao hứng đi. Tuổi còn nhỏ, đã lĩnh ngộ kiếm ý, cuồn cuồng sông lớn, cuồn cuồng không dứt, thiên tư thật là khủng bố. Chỉ cần không chết, tương lai tất thành một đời tông sư. Nhưng thân thế của hắn một khi bị vị kia phát hiện, thật có thể không chết sao? Tiếng thở dài sâu kín hạ xuống. Trong căn phòng trống rỗng này, không còn một tiếng động nào nữa. Hồi lâu, giọng nói lẩm bẩm của vưu sở mới vang lên lần nữa hy vọng thân thế của hắn sẽ không bị vị kia biết đi, nếu không. Vì truyền thừa của độc cô Việt, ngươi không nên trách vi nương. Bên kia, trong cảm ngộ kiếm đạo còn sót lại của kiếm thánh liễu bạch, sau khi toàn bộ biến mất, độc cô thành rốt cục mở hai mắt ra. Triệu hoán ra chí cường võ đạo hệ thống. Ký chủ. Độc cô thành tu vi. Hậu thiên tứ trọng hậu kỳ công pháp. Luyện khí quyết vũ kỹ. Cơ sở kiếm pháp, Viên mãn, cơ sở bộ pháp, viên mãn, cảnh giới kiếm đạo. Từ giảng nhập phồn, 1%, kiếm ý như tơ, 3%. Liễu Bạch nhập thể một khắc đồng hồ. Nhà cao cửa rộng, cơ sở kiếm pháp, bộ pháp của ta toàn bộ đạt tới viên mãn. Cảnh giới kiếm kỹ trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ hai, trình độ từ giảng nhập phồn. Kiếm ý cảnh giới cũng đạt tới đệ nhất cảnh, kiếm ý như tơ tầng thứ. Có thể nói thu hoạch tràn đầy với cảnh giới kiếm đạo hiện tại của ta, người trong vòng hậu thiên lục trọng hẳn không phải là đối thủ của ta. Về phần hậu thiên thất trọng, còn phải xem trình độ khống chế vũ kỹ của bản thân bọn họ. Độc cô thành nhìn khuôn mẫu thuộc tính, âm thầm ước lượng chiến lực bản thân. Đinh Ký chủ hiện tại có được bách gia võ học một phần, có phải hay không lập tức sử dụng? Dưới tiếng gọi của độc cô thành, một đạo hệ thống nhắc nhở chi âm vang lên, cũng không lớn, lại rõ ràng vô cùng xuất hiện ở bên tai của hắn. Vâng, lập tức sử dụng. Nghe hệ thống thanh âm, độc cô thành không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp lên tiếng đáp ứng. Đùa gì thế? Đây chính là hắn ngoại quải, nào có cất giấu ngoại quải không cần đạo lý. Đinh. Bách gia võ học đang sử dụng. Khoảnh khắc hệ thống nhắc nhở âm hưởng nổi lên, ký ức về bách gia võ học, trong nháy mắt liền khắc sâu trong đầu độc cô thành cái gọi là bách gia võ học bách gia chỉ là tên gọi chung thật ra đao pháp thương pháp côn pháp kiếm pháp phi châm các loại cơ sở hậu thiên cấp võ học mỗi loại nhiều có thể đạt tới mấy trăm hơn một ngàn loại như phi châm loại kỳ môn ám khí này cũng ít nhất có hơn mười loại có thể nói là đại lễ bao võ học cấp cơ sở cấp hậu thiên đinh chúc mừng chủ ký sinh bách gia võ học nhập môn Khoảnh khắc tiếp theo, độc cô thành cũng cảm giác trong đầu mình, cảm ngộ về vô số loại võ học rối rít hiện ra. Sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập môn. Kiếm lớn rồi. Một lát sau, độc cô thành chậm rãi mở hai mắt, một đạo tinh quang lộ ra, khó nén vẻ hưng phấn. Ta đã chứng kiến tuyệt đỉnh kỹ thuật của kiếm thánh liễu bạch, vạn pháp giai minh, cũng cảm thụ qua cảnh giới của kiếm ý viên mãn, ngừng ý thành vực. Chỉ là bởi vì cơ sở không đủ, cho nên không thể hấp thu mà thôi. Hôm nay bách gia võ học nhập môn. Trực tiếp tiết kiệm cho ta hơn 10 năm, đi nghiên cứu các loại võ học, kiến thức các loại võ học. Đơn độc chỉ trong chốc lát, cảnh giới kiếm kỹ của ta từ giảng nhập phồn, đã đạt tới 43%. Kiếm kỹ cảnh giới kiếm ý như tơ, cũng đột nhiên tăng mạnh tới 36%. 100 nhà võ học khen thưởng, để đọc cô thành nội tình cùng tích lũy trong nháy mắt đâu chỉ mạnh gấp 10 lần chiến lực cũng theo đó tăng vọt không ít hiện tại những thứ này vẫn chỉ là nhìn thấy được nhìn không thấy chỗ tốt tàn hình lại càng đến không hết tỷ như một ít thiên môn võ kỹ trong đầu hắn đều có cái khái niệm hiện tại xem ra không có tác dụng gì có thể nói không chừng lúc nào là có thể dùng đến một hai quả nhiên hắn quyết định thật nhanh sử dụng liễu bạch tạp quả nhiên là đúng nếu không muốn đạt tới cảnh giới kiếm đạo hôm nay, cần phải hơn 10 năm thời gian không thể. Chương 08 Hậu thiên thất trọng, nguy cơ tiệm cận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Còn có huyết mạch không thức giới Độc cô thành ý niệm nội trầm, nhìn huyết mạch không thức giới đặt ở trong không gian hệ thống, thoáng có chút do dự, không biết có nên lập tức sử dụng hay không. Hắn nhớ rõ trong nguyên tác, khi võ canh thức tỉnh thần lực vô sắc giới, bởi vì thân thể không thể thừa nhận thần lực sôi trào thiếu chút nữa tự bộc lộ mà chết cuối cùng vẫn là bởi vì mười hình phạt hỗ trợ tiến hành áp chế mới may mắn thoát khỏi gặp nạn nhưng dù vậy vẫn nổ tung một con mắt hệ thống thần lực thần tộc thức tỉnh cần trải qua thiên khải bên cạnh phải có cao thủ thủ hộ giúp áp chế thần lực bộc phát nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng huyết mạch không thức giới này Ta hiện tại sử dụng có nguy hiểm hay không?" Độc Cô Thành hỏi. Tiếng nói vừa dứt, thanh âm hệ thống truyền đến. "Ký chủ yên tâm. Phần huyết mạch không thức giới này đã từng được hệ thống xử lý, sẽ đem ký chủ thân thể không cách nào thừa nhận thần lực, tự động chuyển hóa thành tẩy cân phạt tủy lực lượng, vì ký chủ tăng lên tư chất." Vậy còn gì để nói nữa? "Sử dụng ngay." Độc Cô Thành không chút do dự, trực tiếp ở trong lòng mặt niệm nói. Đinh Trong sử dụng huyết mạch không thức giới Với âm thanh của hệ thống, độc cô thành cảm giác trong ngực bụng mình đột nhiên tuôn ra một cổ năng lượng cường đại. Cổ năng lượng này cùng bạo dị thường, giống như muốn nổ tung cả người hắn. Trực tiếp đem độc cô thành, trống thành một cái đại khí cầu. Đau quá! Đau quá! Đau quá! Cực hạn thống khổ, làm cho độc cô thành đau đến không muốn sống. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp nổ tung, trong cơ thể lại có một dòng nước ấm dâng lên, bắt đầu hướng về tứ chi bách hài của hắn, ngũ tạng lục phủ khuếch tán mà đi. Tẩy rửa thân thể xương cốt của hắn, ngưng luyện kinh mạch gân cốt của hắn. Một cổ tạp chất màu đen, từ trên người hắn toát ra. Tẩy kinh phạt tuỷ. Độc cô thành lập tức phản ứng lại, đây là đang tẩy kinh phạt tuỷ cho hắn. Không chỉ vậy, cổ này tẩy kinh phạt tủy lực lượng, lại tự phát kéo đang điền nội lực, bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. Luyện khí quyết Độc cô thành lập tức vận chuyển luyện khí quyết, mang theo cổ lực lượng này, hướng chính mình tắt nghẽn kinh mạch trùng kích mà đi. Hậu thiên cảnh giới tu luyện, chính là luyện tinh hóa khí, sau đó thiên nội khí đã thông kinh mạch. Thập nhị đứng đắn, bát mạch kỳ kinh. Ngoài trừ hai mạch nhâm đốc, tổng cộng có 18 kinh mạch. Mỗi lần đã thông hai cái kinh mạch, là tu vi một tầng cảnh giới. 18 điều toàn bộ đã thông, chính là hậu thiên cửu trọng hậu kỳ. Sau đó lại đã thông nhâm mạch, chính là nửa bước tiên thiên. Cuối cùng mở ra đốc mạch, hấp thu thiên địa linh khí, hóa hậu thiên nội lực thành tiên thiên nội lực, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bùng. Trong một tiếng trầm đục, một cái kinh mạch lên tiếng phá vỡ. Tu vi độc cô thành từ hậu thiên tứ trọng hậu kỳ đạt tới hậu thiên ngũ trọng chi cảnh. Sau đó thế như chẻ tre, bùng. Âm. Liên tiếp lại có bốn tiếng trầm đục truyền đến, lại mở thêm bốn kinh mạch. Tu Vi chính thức đi vào hậu thiên thất trọng. Cho đến lúc này, cổ lực lượng khổng lồ này mới xem như là quá khứ. Hậu thiên thất trọng tiền kỳ. Với tu vi hiện tại của ta, hơn nửa kiếm kỹ cảnh giới thứ hai, cùng với kiếm ý cảnh giới thứ nhất coi như là đối mặt với độc cô Minh nắm giữ hàng long thối, cũng có thể bằng vào thực lực bản thân, đem hắn đánh bại. Độc cô Thành nắm chặt tay, cảm thụ lực lượng trong cơ thể nói. Sức mạnh tăng trưởng chỉ là ngẫu nhiên, không thức giới thần lực thức tỉnh, thân thể hắn không cách nào thừa nhận dư thừa thần lực, càng nhiều là dùng để tẩy kinh phạt tuỷ. Hiện giờ độc cô Thành căn cốt tư chất, đã sớm vượt xa phàm tục, dĩ nhiên cận thần. Cái này cũng không tính là cái gì lần này không thức giới thần lực thức tỉnh, hắn thu hoạch lớn nhất lại là một đôi mắt. Mắt trái nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy rõ ràng trong đám mây phiêu đảng kia, tràn ngập hơi nước cùng tạp chất. Mỗi một giọt nước, mỗi một hạt bụi bậm, đều có thể thấy được rõ ràng như vậy. Đột nhiên, một con chim bay ngang qua. Đồng tử mắt phải của độc cô thành co rút lại, trong nháy mắt tốc độ phi hành chậm hơn gấp ba lần. Không gian mắt trái thời gian mắc phải. Độc cô thành một đôi mắt, lại khống chế thời không lực. Hoàng cung, thái hòa điện. Dương quản mặt đế bào, rủ mắt nhìn viên thiên cương nói. Chuyện đêm qua giao cho ngươi, đã làm xong chưa? Viên thiên cương quỳ phịch xuống đất. Bệ hạ thứ tội. Bởi vì thời gian quá ngắn, thần chỉ kịp ám sát trong thành Lạc Dương, tất cả hài nhi đêm qua sinh ra. Về phần Lạc Dương, Thần đã truyền lệnh cho bất lương nhân trải rộng khắp thiên hạ và tăng thời gian đi làm. Dương Quản nghe vậy chậm rãi vương ba ngón tay. Ba ngày, chậm chỉ cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau, nếu là còn làm không tốt, Dương Quản đồng quan buông xuống, liếc về phía viên Thiên Cương phía dưới. Viên Thiên Cương trong nháy mắt cảm giác được một cổ áp lực khổng lồ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Viên Thiên Cương rung lên, vội vàng nói nếu làm không tốt vi thần nguyện lấy cái chết tạ tội đây là chính ngươi nói đôi mắt uy nghiêm kia cuối cùng cũng rời khỏi người viên thiên cương nhất thời làm cho hắn muốn hít thở không thông thở phào nhẹ nhõm à đúng rồi dương quản dường như nhớ ra điều gì đó thản nhiên nói nếu chậm nhớ không lầm hắn chính là hài tử năm đó đi bệ hạ trí nhớ siêu tuyệt người này chính là di phúc tử năm đó phế thái tử dương dũng để lại trên thế gian. Viên Thiên Cương lập tức đáp. Độc cô phiệt các đời đều có truyền thống thông gia với hoàng thất. Năm đó dưới sự an bài của độc cô phiệt, độc cô tỉnh từng âm thầm kết hợp với Dương Dũng, cũng có một đứa con trai. Chỉ là còn chưa kịp kết hôn, Dương Dũng đã bị Dương quản giết, độc cô phiệt vì không muốn bị liên lụy, chỉ có thể gắt gao giấu giếm chuyện này. Nhưng chung quy là không có giấu giếm được, tai mắt bất lương nhân dưới trướng viên thiên cương năm đó trẫm mới lên đại vị, căn cơ bất ổn. Độc cô phiệt lại là một trong tứ đại môn phiệt, cho nên cũng chỉ coi như không biết có hai tử đổi họ độc cô tồn tại. Người này nếu như cả đời đều bị u cấm thiên viện, tầm thường vô vị thì thôi. Hiện tại lại biểu hiện ra thiên phú như thế, vậy thì trách không được trẫm. Đi xử lý một chút, nhớ ngụy trang giống một chút, dù sao cũng là đệ tử của độc cô kiếm. Dương Quảng Đạm Mạc nói giống như đó chỉ là một con kiến hôi mà không phải cháu ruột của hắn viên thiên cương không người hành lễ nói vi thần cáo lui hô sau khi từ trong thái hòa điện đi ra viên thiên cương phun ra một ngụm trọc khí thật dài mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống nhìn về phía đại điện sâu thẳm kia trong lòng không khỏi có chút sợ hãi Quy nghiêm của tùy đế dương quản thật sự quá mạnh quá thịnh mỗi lần tới nơi này hắn đều có cảm giác đối mặt thâm nguyên cự long. Chương không chín. Bích lạc hồng trần kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tắm nước nóng, loại bỏ dơ bẩn trên người, lại ngủ một giấc thật ngon. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, độc cô Thành mới lần nữa đi ra cửa phòng. Vừa lúc nhìn thấy độc cô Phượng đi vào thiên viện. Thành ca ca, anh xuất quan rồi à? Độc cô Phượng nói một tiếng, sau đó một đôi mắt to ngập nước, bắt đầu cẩn thận quan sát độc cô thành. Chỉ cảm thấy khí tức trên người độc cô thành hùng hậu hơn mấy lần. Đơn độc đứng ở nơi đó, liền ẩn ẩn mang đến cho nàng một loại lực áp bách. Không chỉ có tu vi càng mạnh, hơn nữa khí tức cũng trở nên càng thêm sắc bén. Liền như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn xé rách tất cả. Thành ca ca, thực lực của huynh. Độc cô phượng thân hình chấn động, trong ánh mắt nhìn về phía độc cô thành khó nén vẻ rung động. Ha ha, có chút thu hoạch mà thôi. Độc cô thành thản nhiên cười. Đúng rồi, ta bế quan trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh hay không? Đương nhiên. Độc cô Phượng nghe vậy, tiểu đầu liền gật đầu, mặt mày hớn hở nói. Thành ca ca ngươi không biết, biểu hiện ngày hôm qua của ngươi hiện tại đã truyền khắp Lạc Dương rồi. Một chiêu phá hàng lông, kiếm ý bại thịnh thúc đại hà kiếm ý mãnh liệt không dứt, không biết khiến bao nhiêu người tâm hướng tới. Thành ca ca ngươi còn không biết sao. Ngươi hiện tại đã được liệt vào, trong thế hệ thiếu niên tứ đại môn Việt, có khả năng trở thành một trong ba người đại tông sư. Độc cô Phượng một bộ dáng may mắn, vẻ mặt hưng phấn nói. Ồ, độc cô Thành nhướng mày, hứng thú. Vậy hai người kia là ai? Vũ Văn Thành Đô và Lý Thái Bạch. Độc cô Phượng hiển nhiên có chuẩn bị, không ngừng hồi đáp. Hai người này là dòng chính của Vũ Văn Phiệt và Lý Phiệt, hiếm có bậc thiên tài. Lý Thái Bạch nghe nói từng ở say rượu lúc ngộ kiếm, sáng chế ra một bộ thanh liên kiếm ca. Tu vi hậu thiên bát trọng, hơn nửa mờ ảo khó lường, như thanh liên kiếm ca lâm tiên cảnh. Nghe nói đã từng giao thủ với bán bộ tiên thiên mà chiến tích bất bại. Nhắc tới Lý Thái Bạch, trên mặt Độc Cô Phượng có chút ngưng trọng. Cùng bán bộ tiên thiên giao thủ mà bất bại, chiến tích như vậy đối với nàng bây giờ mà nói, đã xem như vô cùng kinh người. Về phần Vũ Văn Thành Đô, nghe nói luyện một thân công phu hoành luyện cường đại. Thập Tam Thái Bảo Chuông Vàng Bao Phủ, không chỉ có phòng ngự cường đại, lực lượng cũng lớn thần kỳ, từng chiêu từng thức cương mảnh vô cùng. Tu Vi Vũ Văn Thành Đô cũng ở hậu thiên bát trọng. Hai người này đều có thiên phú siêu nhân, lại là dòng chính của hai đại môn Việt, tất sẽ được toàn lực bồi dưỡng. Nói không chừng, sẽ trở thành đối thủ cường đại của Thành ca. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Độc Cô Phượng, ở nơi đó băng khẩn, nhắc nhở chính mình, Độc Cô Thành trong lòng cũng có chút muốn cười. Về phần Lý Thái Bạch, Vũ Văn Thành trong miệng nàng, người có thể lưu danh lịch sử, đương nhiên sẽ có chút tài năng. Hệ thống trong tay. Nếu như ta còn không áp chế được hai người này, vậy thật sự là quá phế vật. Trong mắt Độc Cô Thành hiện lên một tia tinh quang, từ đó để lộ ra, đều là chí tại nhất định phải có được tự tin. Còn nữa, Độc Cô Thành hỏi tiếp, "Còn có chuyện gì phát sinh không?" "Đúng, đúng, có một kiện." Độc Cô Phượng ấp a à ấp úng, bộ dáng sợ hãi nói, "Ngày hôm qua trong thành Lạc Dương, mất đi rất nhiều hài nhi vừa mới sinh ra. Nghe nói rất nhiều đại gia tộc, thậm chí là Vũ Văn gia, cũng không thể may mắn thoát khỏi." mọi người đều nói là có yêu quái, đang tìm trẻ con ăn. Ha ha, không nghĩ tới tiểu phượng hoàng chúng ta không sợ trời không sợ đất, cũng có một ngày sợ hãi. Độc cô thành thản nhiên cười nói. Thế gian này nào có yêu quái gì, không chừng là bọn buôn người, cướp bóc ở thành lạc dương một phen. Thì ra là như vậy. Bọn buôn người chết tiệt này, đừng để tôi bắt được bọn họ. Nếu không. Hư hư. Độc cô phượng dơ nắm đấm nhỏ lên, một bộ bị ta đụng phải, muốn các ngươi đẹp mắt. Nhưng không thấy, biểu tình trên mặt độc cô thành, trở nên chậm rãi có chút ngưng trọng. Trong một đêm trọng khắp thành lạc dương. Thậm chí ngay cả Vũ Văn Gia, một trong tứ môn vang, cũng không có ngoại lệ, mất đi đứa bé mới sinh. Hơn nữa chưa từng lưu lại dấu vết gì, đây cũng không phải là bọn buôn người đơn giản như vậy. Hắn vừa mới nói như vậy, chỉ là đang an ủi độc cô Phượng mà thôi dù sao bọn buôn người bình thường, nơi nào có năng lực như vậy. Ra vào một trong tứ đại môn Việt Vũ Văn Gia, như vào chỗ không người. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ, có thể có loại năng lượng này, chỉ sợ cũng không có mấy nhà. Mà ở trong thành Lạc Dương này. Độc Cô Thành nghĩ tới đây, liếc mắt nhìn hoàn thành phương hướng. Chỉ sợ cũng chỉ có tùy đế dương quản. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, Độc Cô Thành tin tưởng có thể đoán được điểm ấy không chỉ có hắn thậm chí tại một khắc Dương Quảng quyết định ra tay kia, trong lòng hắn cũng rõ ràng, hành động của mình, căn bản không thể gạt được người trong thiên hạ. Nhưng Dương Quảng vẫn đi làm. Dương Quảng điên rồi sao? Độc Cô Thành không biết, cũng không có hứng thú biết. Chỉ muốn thời gian ba ngày nhanh chóng kết thúc, nhanh chóng rời khỏi Lạc Dương, rời khỏi nơi thị phi này. Ngay lúc hắn âm thầm suy tư, thanh âm độc cô phượng truyền đến. Thành ca ca, Bà nội nói ngươi hiện tại đã 10 tuổi, có thể chuyển tu nhập phẩm công pháp. Lần này để ta tới, chính là truyền thụ hồng trần bích lạc kiếm của độc cô gia cho ngươi. Nghe vậy, độc cô thành phục hồi tinh thần lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vưu sở hồng lại chủ động đem tuyệt học bích lạc hồng trần kiếm của độc cô Việt truyền cho hắn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn ở trong độc cô Việt là người không được chào đón nhất. Bất quá nghĩ lại, cũng liền hiểu được. Đây là xem hắn thiên tư bất phàm, lại sắp bị kiếm thánh thu làm thân truyền đệ tử, trước tiến hành đầu tư đây. Dù sao cũng đến chỗ kiếm thánh rồi. Đối phương cũng sẽ truyền kiếm quyết cao thâm của ta, bích lạc hồng trần kiếm sớm muộn gì cũng phải đào thải. Đơn giản không bằng truyền cho ta, cũng lưu lại một ít tình cảm. Đúng là tính toán tốt. Độc cô thành âm thầm nghĩ đến. Chỉ sợ ngay cả phái độc cô phượng đến, cũng có ý tứ dễ dàng khiến mình tiếp nhận hơn dù sao quan hệ giữa hắn và người của độc cô Việt cũng không được tốt lắm. Nhưng Bích Lạc Hồng Trần Kiếm. Rốt cuộc là võ học cấp bậc đại tông sư, vừa là kiếm pháp lại hàm chứa nội công đồng bộ. Độc cô Thành không muốn là không thể nào. Phần hậu lễ này, hắn nhận lấy. Độc cô Thành nói. Được, vậy mời Tiểu Phượng Nhi bắt đầu truyền thụ đi. Chương 10 Vẫn là ta lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thành ca ca, ngươi theo ta cùng cổng. Độc cô Phượng cẩn thận nhìn bốn phía, qua lại quét mắt một phen. Sau khi phát hiện bốn phía không người, mới bắt đầu thấp giọng ngâm tụng. Dù sao cũng là tuyệt học trấn tộc của độc cô Việt, nhất định phải sâu hơn nữa. Vạn vật hồng trần, sáng quắc bích lạc. Khí tẩu đang điền, lực hành. Lưu loát hơn ngàn chữ, độc cô Phượng học thuộc hơn một khắc đồng hồ. Mà độc cô Thành, thì một bên đi theo mặt niệm, một bên tiến hành tìm hiểu. Có lúc rộng mở trong sáng, có lúc nghi hoặc nhíu mày. Mà ngay khi đọc cô Phượng đọc xong, vừa lúc nhìn thấy đọc cô Thành nhíu mày trầm tư. Còn tưởng rằng hắn là bởi vì không có nhớ kỹ, mà âm thầm khổ não đây. Bích lạc hồng trần kiếm tương đối phức tạp khó nhớ, thành ca ca một lần không nhớ cũng bình thường. Đi theo Phượng Nhi cổng thêm vài lần là được. Đọc cô Phượng lên tiếng an ủi bất quá nhìn thấy độc cô thành như vậy, trong lòng lại có chút ám sản. Lúc trước độc cô thành ngộ ra phá chi kiếm ý, một chiêu đã thương độc cô Minh, thời điểm kiếm ý đánh bại độc cô thịnh, chính là xuất hết danh tiếng. Đồng thời cũng đem nàng tự xưng là thiên tài, đã kích không nhẹ. Hiện tại học thuộc sách, còn không phải giống như người thường, khổ não không thôi. Hắc hắc, năm đó tôi bị bà nội ép, cổng cả ngày, đầu sắp nổ tung, mới miễn cưỡng học thuộc lúc này mới đi đâu đến đó, cùng ta cổng đi. Độc cô Phượng lưng đeo một đôi tay nhỏ bé, thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc, rất giống một lão phu tử. Lúc này, độc cô thành thanh âm truyền đến. Tiểu Phượng Nhi, không cần cổng nữa. Độc cô Phượng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nhắc, có chút không vui. Cố gắng giả bộ già dặn, ân cần dạy dỗ. Như vậy sao được? Thành ca ca, đây chính là công pháp trấn tộc của độc cô Việt ta, chỉ có rất ít người mới có thể truyền lại. Bao nhiêu người cầu cũng cầu không được đâu, hiện tại có cơ hội như vậy, thành ca làm sao có thể không quý trọng. Đến đây, cổng theo ta. Năm đó bà nội cô, chính là nói cô như vậy. Không muốn cổng nữa. Như vậy sao được, sao có thể? Năm đó vì ghi nhớ bích lạc hồng trần kiếm, nàng đã chịu nhiều đau khổ. Tốn thời gian cả ngày, khiến cho đầu ván mắt hoa đầu đều sắp nổ tung mới bước đầu học thuộc lòng cái này còn chưa tính để không quên từ ngày đó trở đi mỗi sáng trưa cô đều phải mặc niệm ba lần suốt một mùa xuân kéo dài trong khoảng thời gian đó chỉ cần nhớ tới đọc thuộc lòng cô liền theo bản năng muốn nôn chính mình thật vất vả sống qua đoạn thời gian hắc ám kia hôm nay rốt cục có cơ hội đương nhiên phải ở trên người đọc cô thành sử trị trở về đừng nói loại này nhìn ngươi vào đầu gãi tai phiền não khổ não rõ ràng không muốn đi cổng rồi lại không thể không ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của nàng tiến hành đi vào khuôn khổ thật sự là quá sản khoái trách không được bà nội năm đó mỗi lần dạy mình học thuộc lòng đều là vẻ mặt vui vẻ nói mình ngu ngốc cỡ nào tệ thật năm đó khi ông nội ngươi dạy ta ta chỉ nghe ba lần liền thuộc lầu lầu nhưng thu hoạch được không ít sùng bái của mình. Vừa có thể đã kích một số gia hỏa thiên tư bất phàm, lại thu hoạch được một phen sùng bái. Chuyện tốt như vậy, đi đâu tìm? Nàng quyết định, chờ sau này khi gia tộc truyền thủ bích lạc hồng trần kiếm, nàng còn muốn tự mình đi truyền. Không biết mệt mỏi sao? Tiểu phượng hoàn quả nhiên là tốt nhất. Toàn bộ độc cô Việt, chỉ sợ cũng chỉ có nàng, vui vẻ giúp người như vậy. Thành ca ca, mùi biết khó nhớ, nhưng vì sự hưng thịnh của độc cô gia, huynh nhất định phải dụng tâm. Năm đó bà nội dạy ta lúc, ta trồng đã kiên trì ba lần, đầu đều nhanh lớn, mới nhớ ra. Thành ca ca ngộ tính phi phạm, hôm nay ngộ ra kiếm ý, khẳng định mạnh hơn ta nhiều. Ta tin tưởng ngươi có thể. Lần đầu không nhớ hết cũng không sao, chúng ta tranh thủ lần thứ hai nhớ kỹ. Thật sự không được, giống như tiểu phượng năm đó, nhớ kỹ lần thứ ba. Độc cô Phượng vỗ vỗ bả vai độc cô Thành. Một bộ tiểu đại nhân, không ngừng trấn an, cổ vũ độc cô Thành. Độc cô Thành nghe vậy nhíu mày. Hắn luôn cảm giác tiểu nha đầu này phim, hôm nay giống như trong lời nói có hàm ý. Là đơn thuần muốn cổ vũ ta. Hay là còn có cái khác? Quên đi, không muốn nữa. Độc cô Thành lắc đầu, nhìn độc cô Phượng nói. Tiểu Phượng hiểu lầm rồi. Ta nói ngươi không cần cổng nữa cũng không phải cảm thấy quá khó nhớ, không muốn học thuộc lòng em. Mà là ta đã ghi nhớ. ừ, rất tốt. Độc cô Phượng theo bản năng gật đầu nói. Nếu thành ca ca nguyện ý cổng, vậy chúng ta lại đến. Ngay sau đó, độc cô Phượng mãnh liệt phục hồi tinh thần lại. Vẽ mặt dại ra nhìn về phía độc cô Thành nói. Thành ca ca ngươi nói cái gì? Ngươi, ngươi đã nhớ kỹ. Điều này sao có thể? Độc cô Phượng vẻ mặt phức tạp, khiếp sợ, không tin, hoảng sợ. Thậm chí sâu trong nội tâm, còn dâng lên nhẹ nhẹ ghen tị. Làm sao hắn có thể nhớ nhanh như vậy? Tại sao không phải là tôi? Như thế nào, rất kỳ quái sao? Độc cô Thành nhìn về phía độc cô Phượng đang kích động, có chút khó hiểu, có chút kinh ngạc nói. Tiểu Phượng mấy năm trước, mới chỉ năm sáu tuổi, đã có thể trong vòng ba lần Nhớ kỹ yếu quyết tu luyện Bích Lạc Hồng Trần kiếm. Ta nghe một lần miễn cưỡng nhớ kỹ, nhìn như mạnh hơn ngươi không ít. Nhưng đừng quên, tuổi của ta bây giờ gấp đôi ngươi năm đó, suốt năm năm tâm trí. Nếu quả thật muốn nói, còn chưa chắc so được với Tiểu Phượng năm đó. Lại nói tiếp, vẫn là Tiểu Phượng lợi hại hơn. Ta. Lợi hại hơn. Độc Cô Phượng ngơ ngác chỉ vào mình, có chút không thể tin anh chắc là anh không đùa chứ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lời của Độc Cô Thành quả thật có chút đạo lý. Nếu không là trong lòng nàng còn có một thanh âm đang tự nói với mình, năm đó cô phải mất cả ngày mới miễn cưỡng ghi nhớ. Chính nàng thiếu chút nữa cũng tin. Khụ khụ, hình như đúng là như vậy. Độc Cô Phượng biểu tình có chút cứng nhắc cười nói. Đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không sao, không sao. Mình may mắn nói là ba lần liền nhớ kỹ. Nếu không thật sự phải ăn ngay nói thật, gặp phải Thành Ca ca nạn như vậy một lần liền nhớ kỹ biến thái, chẳng phải là lộ ra chính mình rất ngốc. Bây giờ thì sao? Thành Ca ca không có phát hiện, mặt mũi của mình cũng bảo trụ. Còn nho nhỏ thắng một phen. Không tệ. Nghĩ tới đây, tâm tình độc cô phượng không khỏi tốt lên.